cùng giành chiến thắng ở lượt trận đầu tiên, hai đội Việt Nam và Philippines bước vào trận đối đầu đầy hứng khởi và sôi nổi. Những phút đầu trận đấu, hai đội thi đấu ngang ngửa và liên tục bám đuổi điểm số. Tuy nhiên, với sự chắc chắn trong phòng ngự và sắc sảo hiệu quả trong tấn công, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng tạo cách biệt và giành chiến thắng trong hiệp 1 với điểm số chênh lệch 24-14. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ đội tuyển bóng ném Việt Nam thể hiện trình độ và kỹ năng vượt trội khi ghi điểm từ nhiều vị trí khác nhau, đồng thời chủ động chơi chậm và chắc chắn để khắc chế đội bạn. Kết thúc hiệp 2, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với điểm số là 23-12, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước đối thủ Philippines. Đội bạn năm nay là một đội rất là mạnh, vì hôm qua họ đã thắng Thái Lan với tỷ số là 2-0. Vì thế là cả đội hôm nay đã tích cực tập luyện và cố gắng hết sức 100% sức lực để có thể chiến thắng được trận đấu ngày hôm nay. Thắng của trận này rất là quan trọng, nó có ý nghĩa rất lớn cho việc khi mà thi đấu lượt về. Ở trận lượt về thì đội tuyển Việt Nam sẽ có tâm lý thi đấu thoải mái hơn. Mình thấy là đội Việt Nam là nhỉnh hơn đội Philippines, và mình thấy là có thủ môn bên mình là bắt rất là tốt. Đội hình chiến lược của mình là mình thấy là tấn công rất đều. Hy vọng là Việt Nam sẽ thành công. Cũng trong lượt trận thứ hai, ứng cử viên cho chiếc huy chương vàng bóng ném bãi biển nam, đội tuyển Thái Lan đã tìm được chiến thắng đầu tiên trước đội tuyển Singapore. Trước đối thủ yếu hơn thì đội tuyển Thái Lan thi đấu tự tin và giành chiến thắng cách biệt ở cả hai hiệp với điểm số là 24-10 và 15-10. Chiến thắng trước Singapore sẽ giúp chúng tôi lấy lại tự tin trong cuộc đua giành huy chương vàng SEA Games năm nay. Tôi xin cảm ơn khán giả Việt Nam đã cổ vũ nhiệt tình cho cả hai đội ngày hôm nay. Trước đây chỉ xem qua màn hình thì mình cũng cảm thấy là mình cũng chưa được hiểu lắm, nhưng hôm nay để xem trực tiếp ở trên bãi biển Tuần Châu thì mình cảm thấy là rất là nồng nhiệt và cũng rất là sôi động, và mọi người cũng rất là thích xem cái môn này. Lượt trận thứ hai môn bóng ném bãi biển nam SEA Games 31 tại khu du lịch Tuần Châu thu hút khoảng 2.000 người hâm mộ đến cổ vũ cho các đội tuyển, qua đó tạo không khí sôi nổi và hứng khởi trong các trận đấu. Ban tổ chức đã tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời phòng dịch an toàn để khán giả thoải mái vào sân cổ động cho các đội tuyển.